trưởng ơi, cái cây phi điệp này là hàng gì đây bạn? Tre tím. Tre tím Yên Lập à? Tre núi Lập Phú Thọ, à. Phú Thọ của chậu. Tre núi ngọn Yên Lập các bạn nhé. Chậu này đẹp thế nhỉ. Các bạn nuôi khoảng 20 giò phi điệp như này trồng trong nhà này, lúc mùa nó nở nó thơm bùng hỏi luôn. Các bạn thấy đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Siêu đẳng cấp. Nếu mà được khoảng 30 chậu Phú Thọ treo như này thì cũng gọi là đỉnh của chóp luôn anh em nhé. Thơm lắm các bạn ạ. Thơm lắm, cực kỳ thơm. Hoa sai đều. Chè tím Yên Lập trước 500.000 một kỳ đấy. Như này, kỳ như này 500.000 đấy. Mỹ mãn chưa cả nhà. Chè tím Yên Lập quá đỉnh cao. Sao nó lại sinh ra những cái loại hoa nó đẹp như thế này? Không làm ra hoa nhiều. Ra hoa nhiều không làm thì... Nhưng mà chắc thì làm một lớp nữa nhỉ? Như nhà anh ấy là...